Chào tất cả các bạn. Trong chia sẻ mới về thiết kế đồ họa hôm nay thì mình sẽ làm một số video về hỏi và đáp để giúp trả lời một số thắc mắc của các bạn về những cái vấn đề trong nghề thiết kế đồ họa cũng như chia sẻ một số kinh nghiệm như một số kỹ năng của mình cho một số bạn đang có định hướng muốn theo cái nghề thiết kế đồ họa này để bạn có một hướng đi đúng đắn cho các bạn. Thì ở đây mình cũng muốn nhấn mạnh với các bạn một điều rằng ở đây là mình chia sẻ chứ mình không hướng dẫn hay là mình dạy cái gì cả. Thì ở đây mình muốn làm những cái video về hỏi và đáp thế này để trả lời nó hiệu quả hơn, ở chỗ là trong quá trình mình tự học thì mình cũng rất nhiều thắc mắc và rất nhiều khó khăn. Và thực ra những câu hỏi của mình được đặt ra, chẳng hạn như mình bình luận ở dưới phần video, hay là mình gửi email, hay là mình làm mọi thứ cho những cái người sở hữu đấy, nhưng mà những câu trả lời thì mình cũng chưa được hiểu rõ lắm, và có nhiều câu trả lời thực ra là mình gần như là mình không hiểu. Vì vậy, vì nó có những cái sự khó khăn riêng, như là trả lời như vậy thì nó không không được đầy đủ lắm đấy, thì mình cũng sẽ không hiểu được. Vì vậy mình làm những cái video như vậy, mình làm những video như thế này, thì nếu mà các bạn nào có thắc mắc hoặc có câu hỏi, hoặc các bạn nào xem được video của mình thì các bạn cảm thấy hợp và hiểu, thì các bạn để lại câu hỏi thắc mắc ở dưới phần bình luận, hoặc là những cái mà các bạn đang còn suy nghĩ, nếu trong khả năng biết của mình thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về các vấn đề đấy bằng các video. Chẳng hạn như các bạn có một câu hỏi về Photoshop thì mình sẽ có những cái video về cái vấn đề đấy để cho các bạn có thể hiểu rõ hơn, hoặc là những cái vấn đề về học hay là vấn đề về những nguồn tài liệu thì mình cũng sẽ giúp giải đáp cho các bạn nhanh thôi, cho các bạn dễ hiểu. Thì ở cái vấn đề đầu tiên, mình muốn các bạn hiểu và phân biệt được giữa tự học thiết kế đồ họa và học thiết kế đồ họa. Tự học có nghĩa là các bạn sẽ tự tìm tòi và mày mò học ở trên mạng, trên internet, và mình phải cần có sự đam mê để mình có thể theo đuổi được. Thì ở trong video này thì mình tập trung nhấn mạnh vào cái vấn đề tự học nhé, vì mình cũng là một người tự học. Còn cái vấn đề học thiết kế đồ họa đấy là các bạn sẽ theo học ở các trường lớp, các trường đại học, các trường cao đẳng, rồi các trung tâm đào tạo về thiết kế đồ họa. Thì ở đấy thì các bạn sẽ được học trong một môi trường đào tạo sư phạm chuyên nghiệp. Các bạn có thầy cô, bạn bè để có thể giải đáp cho các bạn những thắc mắc ngay lập tức, và có thể chia sẻ cho các bạn những kỹ năng, cũng như các bạn được học một chương trình nó bài bản. Có nghĩa là các bạn sẽ được nép vào trong một cái khóa học, một cái quá trình học, và các bạn phải học theo tiết, rồi các bạn phải thi, rồi các bạn phải cố gắng để các bạn có thể ra trường, các bạn có được cái tấm bằng. Thì cái lợi ích của cái việc các bạn học ở các trường đại học là các bạn sẽ có được một cái tấm bằng để các bạn sau này các bạn ra trường, các bạn xin việc nó sẽ tiện hơn, và các bạn học nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Thì trong cái nghề này quan trọng là kỹ năng nhiều hơn, nhưng mà bằng cấp cũng là một lợi thế. Nếu các bạn muốn xin vào những cái công ty lớn mà các bạn có kỹ năng nhưng các bạn không có bằng cấp thì khả năng các bạn tuyển dụng cũng khó, vì người ta cũng sẽ cần một cái bằng cấp cho các bạn, chẳng hạn như công ty nước ngoài chẳng hạn. Tiếp theo là nếu mà các bạn đặt câu hỏi nhanh với mình là nên tự học đồ họa hay là học thiết kế đồ họa tại các trường và các trung tâm, thì mình sẽ trả lời nhanh các bạn rằng các bạn nên học tại các trung tâm, vì ở đấy nó sẽ là một môi trường chuyên nghiệp hơn cho các bạn. Tiếp theo là một cái thắc mắc của các bạn, đấy là nghề thiết kế đồ họa thì nó gồm những gì. Thì nó rất nhiều các bạn ạ. Thì các bạn phải xác định trước là cái đam mê của mình. Ở đây nếu mình nói hết thì thực ra nó rất dài. Cái này các bạn nên thử tìm hiểu theo cái khả năng của mình và cái sự yêu thích của mình. Ví dụ như các bạn đam mê về lĩnh vực gì, các bạn thích vẽ, các bạn muốn theo dạng làm hoạt hình, viết ứng dụng, thì các bạn sẽ học những cái phần mềm nó liên quan như dạng animation, vẽ viết lại làm những hoạt động chuyển động đấy. Rồi nếu mà các bạn thích làm đồ họa 2D, thiết kế banner thì các bạn nên học về Photoshop. Các bạn thích thiết kế logo, những cái bộ nhận diện thương hiệu, hay là những cái in ấn những cái bạt ngoài trời đấy, thì các bạn sẽ nên học về Illustrator. Rồi nếu mà các bạn làm về 3D, bạn muốn học chuyên sâu hơn thì các bạn có thể học về những phần mềm làm phim, dựng phim như After Effects hay là Premiere chẳng hạn. Các bạn có thể làm về video. Thì cái đấy là những cái định hướng mà các bạn cần phải xác định trước cho mình đang định hướng về cái nào, và mình sẽ tìm hiểu rằng bằng cách là mình sẽ xem những cái video của những cái video về những cái chuyên ngành đấy. Chẳng hạn như các bạn xem những cái banner đẹp, rồi các bạn xem những cái video đẹp, và các bạn có những cái sự thích thú khi các bạn xem, thì lúc đấy các bạn sau này các bạn sẽ tìm hiểu về nó sâu hơn dần hơn. Thì một cái thắc mắc tiếp theo của các bạn đấy là học thiết kế đồ họa có phải biết vẽ không, thì mình trả lời luôn các bạn rằng nó không cần thiết. Và nó ở chỗ một chỗ là nếu mà các bạn biết về hội họa thì nó là một cái lợi thế cho các bạn, vì đôi khi các bạn sẽ thấy rằng thiết kế đồ có chữ đồ họa thì các bạn sẽ phải biết về vẽ vời, viết về hội họa mà. Thì không, nghĩa là mình nói không vì nó từng ngành thôi. Ví dụ như các bạn làm về hoạt hình, về animation thì các bạn phải biết vẽ, nhưng mà trong khi các bạn vẽ đấy thì mình sẽ không vẽ trên giấy truyền thống nhiều, mà mình sẽ vẽ trên các phần mềm như bạn sử dụng các Wacom, để các bạn vẽ trên cái bảng Wacom đấy. Ở trong nghề thiết kế đồ họa này thì quan trọng nhất là cái tư duy và cái sự nhạy bén của các bạn, có nghĩa là các bạn phải luôn sáng tạo và luôn học hỏi tìm tòi để mình có những cái thiết kế nó chuẩn và nó thu hút mọi người, để mọi người có thể chú ý, và nó sẽ tốt cho cái thiết kế của mình. Ví dụ như một cái banner quảng cáo, các bạn phải thiết kế làm sao nó đẹp, nó hút cho nó, hoặc một cái video các bạn phải làm sao những cảnh quay đẹp.
thì mới sẽ có mấy người mới nhiều người sẽ xem của mình. Tiếp theo là cái vấn đề quan trọng, đây là các bạn cần phải xác định được giữa đam mê và thích. Đam mê là như thế nào? Đam mê có nghĩa là các bạn sẽ sẵn sàng, các bạn học dù khó khăn thế nào, các bạn sẽ cố gắng, các bạn tìm tòi mày mò để các bạn vượt qua được những cái khó khăn đấy, và các bạn có một kiến thức nền tảng tốt trước khi các bạn bước vào làm việc. Thì ở đây mình muốn nhấn mạnh vào tự học đồ họa, thì các bạn phải có đam mê thì các bạn mới tự học được. Còn nếu không có đam mê thì các bạn sẽ sẵn sàng bỏ cuộc trong một cái thời điểm nào đấy. Vì khi các bạn tiếp xúc với các phần mềm, các bạn học nó thì nó sẽ có vẫn nhiều vấn đề khó khi bạn mới bắt đầu va chạm vào nó, chứ nó không đơn giản như các bạn đã từng nghĩ. Vì có nhiều bạn hoặc là ngay cả mình khi mới đầu tiên tiếp xúc với Photoshop thôi, biết đến Photoshop thôi và thấy nhiều người người ta chỉnh sửa ảnh đẹp, cứ nghĩ rằng Photoshop nó là một cái phần mềm thần thánh, mình chỉ cần vào mình bỏ bức ảnh vào cái là mình áp dụng một cái là nó ra được cái ghép cảnh, chuyển cảnh như vậy. Và mình nghĩ nó như kiểu là các mình áp dụng các preset hay là mình áp dụng các plugin hay là các action ở trong Photoshop đấy, như là mình kéo mình thả cái là nó sẽ được như vậy. Nhưng mà thực ra nó không phải như vậy, và nó cần các bạn cần phải nắm bắt và hiểu được từ những cái cơ bản nhất cho đến những cái dần dần để các bạn có thể làm được cái phần mềm của mình. Rồi cái tiếp theo là cái thích là như thế nào. Thích là có nghĩa là khi các bạn lên trên mạng xã hội, các bạn chẳng hạn như Facebook, các bạn có những cái fanpage rồi những group về đồ họa rồi về chỉnh sửa ảnh, các bạn thấy là có rất nhiều người làm những cái bức ảnh rất đẹp, và lúc đấy là các bạn sẽ thấy rằng mình muốn theo nghề này, mình thích học cái phần mềm này, nó hay quá, đang thích, mà các bạn đang thích muốn có một bức ảnh đẹp như vậy, và các bạn đam mê giống như nhiếp ảnh vậy. Các bạn thấy những người chụp ảnh những bức ảnh cực đẹp, các bạn thấy rằng những cái người mà người ta đi du lịch, người ta quay những video sao nó đẹp thế, các bạn nghĩ rằng mình sẽ theo cái này, mình sẽ mua máy ảnh, mình sẽ làm. Nhưng mà các bạn đừng có vội vàng như vậy. Nếu mà các bạn cứ nghĩ rằng là mình có những thiết bị hiện đại, mình có những cái chuyên dụng như vậy là mình làm được, thì không, bạn phải có một kỹ năng trước đã. Thì vì vậy các bạn cần phải cho mình xác định cho mình trước một cái nền tảng là mình đam mê hay thích để mình có thể theo đuổi nghề này, hay là đơn giản là mình chỉ thích những cái bức ảnh như vậy trong một cái thời điểm đấy thôi. Thì cái nghề nào cũng có cái sự khó khăn riêng của nó cả. Nếu mà mình không đam mê nó, mình không theo đuổi nó đến cùng thì mình sẽ không vượt qua được. Nhất là những cái nghề nó cần cái sự sáng tạo, và những cái nghề nó cần phải mình phải tư duy nhiều như cái nghề thiết kế đồ họa này. Rồi, thì làm sao để các bạn có thể phân biệt được giữa ranh giới giữa thích và đam mê? Chẳng hạn như một số bạn lại rất là thích, nhưng mà đến khi các bạn tiếp xúc với nó thì các bạn sẽ bỏ cuộc rất nhanh, vì các bạn không thể vượt qua được những cái sự khó khăn của cái phần mềm đấy khi mới đầu mình chưa biết cái gì cả. Thì mình sẽ học thử như thế nào. Thì đầu tiên về phần mềm, chẳng hạn như các bạn muốn học về Photoshop thì các bạn cứ lên thẳng cái nhà cung cấp phần mềm Photoshop của mình, đó là Adobe, các bạn tải về. Ngày trước thì Photoshop cho mình sử dụng một miễn phí một tháng, nhưng bây giờ những cái bản CC thì mình chỉ được sử dụng một tuần. Nhưng mình nghĩ rằng một tuần đấy là cũng đã đủ để các bạn trải nghiệm được cái phần mềm, và các bạn biết rằng là mình đam mê nó hay là mình thích nó thôi, để mình đưa ra quyết định là mình sẽ mua cái bản quyền để mình sử dụng, hay là mình sẽ tải một cái bản nào để full trên mạng sau. Chứ không, các bạn hùng hục vào các bạn đi mua, hoặc là các bạn đi cố gắng các bạn tìm được một cái bản trên mạng về các bạn tải về, thì lúc đấy thì nó vừa mất công cho các bạn, mà khi các bạn chán rồi thì các bạn cũng xóa nó đi mà thôi. Và thứ hai là cái nguồn để các bạn học, thì tự học đồ họa nó có rất nhiều nguồn, nhưng mà quan trọng nhất hai cái các bạn cần phải tìm hiểu, đấy là Google và YouTube. Ở hai cái này là một hai cái cực kỳ khủng, nhất là YouTube, những cái video người ta, những người chia sẻ cực kỳ là chuyên nghiệp, với những đầy đủ video. Chẳng hạn giống kênh của mình đây, mình có đầy đủ các video về Photoshop, rồi về các phần mềm dựng phim, làm phim, rồi phần mềm kỹ xảo, thì cực kỳ có nhiều người làm, và các bạn cứ vào đây các bạn tìm thôi. Bạn tìm thấy một người nào đấy hợp thì các bạn sẽ học. Chẳng hạn như các bạn vào các video của mình, các bạn xem, bạn thấy hợp thì các bạn học. Còn không, các bạn không thấy hợp thì các bạn tìm người khác các bạn học, hoặc tìm những cái kênh khác chia sẻ các bạn học. Rồi sau đấy nếu mà các bạn, chẳng hạn như các bạn thấy hợp của mình, nhưng mà đến một cái bài nào đấy các bạn lại bế tắc, rằng các bạn không hiểu được cái chỗ này mình dạy, thì các bạn lại có thể tìm người khác. Vì đặc điểm của cái tự học này là các bạn phải tìm từ rất nhiều nguồn, từ các bạn đọc cho đến các bạn xem, để các bạn học của cái này của mình. Và các bạn chú ý một điều rằng là các bạn sẽ học từ cái cơ bản nhá, chứ các bạn đừng có thấy rằng ở trên các video người ta chia sẻ rằng là cách ghép ảnh này, cách chuyển cảnh này, rồi cách xăm hình xăm lên người này, rồi cách ghép mặt cô dâu chú rể chẳng hạn, thì các bạn thấy rằng những video như vậy khi các bạn xem ở trên các fanpage, các bạn thấy người ta làm như vậy, các bạn vào cái đường link đấy, các bạn tải Photoshop sau các bạn làm theo, thì làm như vậy thì các bạn chỉ học vẹt thôi, nghĩa là các bạn sẽ làm từng bước giống họ, và nếu mà cái ảnh của bạn nó tương ứng với chủ đề của họ thì các bạn sẽ làm được. Nhưng mà lần sau khi các bạn muốn làm lại thì các bạn bắt buộc các bạn lại phải vào lại, bạn xem lại video đấy, các bạn làm từng bước như vậy, thì các bạn gọi là người ta gọi là học vẹt đấy. Còn nếu mà cái ảnh của bạn nó không cùng cái kiểu như tương đồng với cái kiểu của người ta đấy, thì các bạn sẽ không làm được, vào lúc đấy các bạn lại chán nản, các bạn lại sẽ bỏ cuộc. Vì vậy các bạn cần phải học từ cái cơ bản trước. Học cơ bản ở đây là gì? Ở đây là các bạn chú ý này, chẳng hạn như phần Photoshop này, thì ở phần mềm Photoshop chẳng hạn, thì các bạn phải
học những cái bài cơ bản, chẳng hạn như những cái giống như như cái series về Photoshop của mình là có những bài cơ bản đầu tiên, như thế là mình chia sẻ sẽ rằng phần mềm Photoshop là nó có chức năng như thế nào, rồi những cái thanh công cụ nó là gì, ví dụ menu bar này nó có những cái gì và chức năng của từng cái, rồi những thanh công cụ này nó sẽ có những chức năng là gì và từng công cụ một nó sẽ có chức năng như thế nào, và các phần bên này nó sẽ là những cái chức năng như gì, và những cái gì cần chia sẻ đầu tiên thì mình sẽ nói, và lúc đấy là các bạn sẽ hoặc những người chia sẻ sẽ nói cho các bạn biết, để các bạn biết rằng à cái phần mềm này nó là chuyên về chỉnh sửa ảnh, về ghép ảnh chẳng hạn như vậy, nó gọi là phần mềm Bitmart đấy. Thì các bạn sẽ vào đây, các bạn sẽ biết công cụ này, à công cụ này là công cụ vùng chọn này, công cụ này là công cụ sẽ tách nền này, công cụ này là công cụ crop hay cái gì đấy, thì mình biết rằng trong cái đầu mình đã nôm na mình hiểu rằng cái chức năng cơ bản của nó như vậy, và sau đấy đi đến từng cái bài cơ bản tiếp theo là mình sẽ cắt, rồi mình sẽ ghép, rồi mình sẽ chọn vùng chọn, hay là mình sẽ đổi màu, mình thay đổi màu, rồi mình viết chữ cái gì đấy, thì nó là những cái từ những cơ bản. Thì khi các bạn đã hiểu được cái cơ bản như vậy rồi thì các bạn mới có thể làm được những cái cao hơn, ví dụ như các bạn cắt ghép, các bạn chuyển cảnh chuyên sâu hơn, thì các bạn lúc đấy các bạn mới thử, chứ các bạn đừng có vội vàng rằng là vào một cái là các bạn nhảy luôn vào cái bản cắt ghép, thì các bạn cho dù các bạn làm được thì đấy là cũng chỉ là các bạn học vẹt và các bạn sẽ quên ngay thôi. Còn khi các bạn đã nắm được kiến thức cơ bản, bạn hiểu được à cái layer là như thế nào, layer xếp chồng nó sẽ có kiểu như thế nào, mình nắm được cái layer, layer trên sẽ chia layer dưới, rồi công cụ này nó sẽ giúp mình di chuyển, rồi công cụ này nó sẽ giúp mình crop cái hình này lại cho nó vừa với những hình trước, thì lúc đấy là khi mà người người ta làm, người ta hướng dẫn cho mình một cái bài mới, một cái chủ đề mới, thì các bạn sẽ thấy rằng à người ta dùng cái này là như thế nào, thì mình sẽ biết được. Thì đấy, và khi các bạn đã có được một nền tảng cơ bản, có nghĩa là các bạn đã chịu khó các bạn học và các bạn đã có một cái đam mê với nghề rồi, thì lúc đấy là các bạn đã nắm được cái cơ bản, và cái cơ bản cái bước tiếp theo các bạn cần học đó là gì, đấy là các bạn sẽ tham gia vào nhiều các group và các fanpage ở trên trên Facebook chẳng hạn, hoặc là những cái mạng xã hội mà các bạn có thể vào, các bạn tham gia nhiều trên đấy. Ở trên đấy thì các bạn sẽ làm gì, đấy là các bạn sẽ đầu tiên là các bạn chưa biết thì các bạn sẽ xem những người người ta làm và người ta chỉnh sửa. Ở trên đấy có rất nhiều người, người ta sẽ đưa những cái bức ảnh vào, người ta nhờ chỉnh sửa như 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 xóa này, rồi chuyển cảnh này, rồi làm cho đẹp hơn, rồi blend màu chẳng hạn. Thì mới đầu các bạn chưa biết thì các bạn xem, sau đấy là các bạn sẽ theo cái chủ đề đấy các bạn tìm kiếm, ví dụ như các bạn đang quan tâm đến cái chủ đề là cắt ghép chuyển cảnh thì các bạn sẽ tìm cái video đấy và các bạn sẽ học, lúc đấy các bạn sẽ biết rằng cái công cụ là người ta làm gì, người ta sẽ chuyển chuyển cảnh, người ta tạo vùng chọn bằng công cụ gì, và lúc đấy các bạn sẽ làm được cái cơ bản. Và sau khi các bạn luyện những cái bài ở ngoài trước, các bạn làm cơ bản được rồi thì các bạn cần phải thực hành. Thực hành ở đây có nghĩa là gì, có nghĩa là các bạn sẽ vào trong những cái group đấy, các fanpage đấy, các bạn lấy cái ảnh của những cái người mà cần giúp đỡ về, các bạn làm. Mới đầu có thể nó chưa đẹp, các bạn sẽ bị người ta chê, người ta cười hoặc người ta nói đấy, thì mình cũng cứ từ từ, ví dụ như mình mà làm chưa được đẹp thì mình chưa nên vội đăng lên cho người ta, hoặc mình mà làm mình thấy ưng rồi thì mình có thể đăng lên rồi mọi người góp ý, thì mình sẽ ghi nhận những góp ý đấy, chứ đừng có lấy cái đấy là mà làm cái sự chán nản để mình bỏ cuộc. Mà cái gì mới đầu thì mình cũng sẽ không được vừa mắt của một số người, hoặc là những người ta quan điểm của người ta nó khác mình, hoặc là mình làm chưa đẹp thật thì mình phải ghi nhận cái điều đấy. Mình cũng đã từng như vậy, mình vào rất nhiều group và những cái thời gian đầu thì mình mới học thì mình dường như mình chỉ có lên mình xem người ta làm thôi, về sau khi mình đã cứng tay, mình đã cảm giác mình có thể xử lý được thì mình đã làm, và những cái bức ảnh đầu tiên nó không được đẹp lắm, có thể nó không được đẹp lắm, và mình đã nhận được những cũng có những cái sự gọi là sự chê của mọi người, nhưng mà mình vẫn ghi nhận điều đấy, và sau đấy mình làm tốt và mình được rất nhiều người nhờ làm và làm cho người ta. Thì cái thời gian đấy mình nhớ là mình phải đến vài tháng mình hoạt động liên tục ở trên những cái group, những fanpage đấy mình chỉnh sửa và cũng được khá nhiều người nhờ làm. Thì lúc đấy khi đấy là mình sẽ có được một cái tay nghề cứng, có nghĩa là lúc đấy là mình đã biết được một cái số cái cơ bản và mình gần như là mình nắm được các công cụ của Photoshop. À mình biết rằng là khi mở một cái file PSD của Photoshop này thế này thì mình sẽ biết được rằng ở cái này nó sẽ như thế nào, cái layer này người ta dùng cái gì để người ta làm ra được cái hiệu ứng như thế này. Thì lúc đấy là gần như là mình đã đọc được cái bản thiết kế rồi. Thì đến cái lúc đấy là các bạn cần phải chuyển sang một cái học mới. Có nghĩa là ở như trên những cái fanpage, những cái group ấy chỉ là những cái chỉnh sửa ảnh thôi. Thì những cái đấy nó không ứng dụng vào thực tế, nó sẽ không cao. Ở chỗ là các bạn nó vẫn vẫn cần các bạn phần biết kỹ năng đấy, nhưng nó không cao bằng việc khi các bạn đi làm. Khi các bạn đi làm về về Photoshop nhá, thì các bạn chuyên về làm về các banner quảng cáo như thế này chẳng hạn, chứ các bạn không có cái chuyện là người ta đi cắt người này ghép vào chỗ cảnh kia đâu các bạn ạ. Cái đấy thì người ta chỉ lấy người đưa vào như kiểu là nhân vật trung tâm thôi, chứ người ta không tập trung nhiều quá vào cái vấn đề đấy. Hoặc là những cái bức ảnh chụp sản phẩm các bạn về, các bạn chỉnh sửa, các bạn cân màu cho nó sáng, cho nó đẹp, cho nó chuyên nghiệp, đấy còn ta gọi là blend màu đấy, thì các bạn cần phải học chuyên sâu về cái đấy. Đó là người ta gọi là học về bố cục, về tư duy và về màu sắc.
ba cái thứ mà khá là quan trọng trong cái phần phần thiết kế này. Thì cái đấy thì các bạn sẽ tìm nguồn tài liệu ở đâu? Lại mình muốn nhắc lại một lần nữa, đấy chính là Google, là YouTube. Thì các bạn sẽ học từ những cái chia sẻ của người người Việt, người mình. Sau đấy khi các bạn mà đã không tìm ra được cái chủ đề mình cần, hoặc là các bạn cần tham khảo thêm, thì các bạn tham khảo thêm từ những người nước ngoài. Các bạn biết rằng những người chia sẻ ở nước ngoài, người ta chia sẻ rất chuyên nghiệp. Nếu các bạn biết ngoại ngữ, biết tiếng Anh thì đó là một lợi thế của các bạn. Còn nếu các bạn không biết thì như thế nào? Thì khi các bạn đã nắm được cái kiến thức cơ bản nha, mình muốn nói một chút là khi các bạn nắm được kiến thức cơ bản thì các bạn sẽ đọc được những cái file Photoshop như thế này, những cái file PSD như thế này. Thì ở những cái file PSD như thế này thì các bạn đã hiểu được rồi, thì khi mà người ta nói tiếng Anh người ta làm, mình không cần hiểu tiếng Anh nó như thế nào, nhưng mình thấy người ta lấy công cụ này mình biết, à cái này người ta sẽ sử dụng công cụ này, à cái này người ta sẽ sử dụng cái chức năng này để tạo ra được nó, thì lúc đấy mình sẽ xem được cái video đấy mình vẫn hiểu. Đây là cách học của mình. Cái thứ hai là các bạn đọc các tài liệu nước ngoài thì bạn sẽ sử dụng thế nào. Nếu mà để tìm kiếm từ khóa thì các bạn không biết tiếng Anh chẳng hạn nhé, thì các bạn lên Google dịch, các bạn sẽ search những cái từ khóa từ tiếng Việt sang tiếng ngoại ngữ đó đấy cho các nó. Sau đó các bạn sẽ lấy copy cái tiếng Anh đấy, các bạn phát vào tìm kiếm. Thì Google dịch nó không chính xác đâu các bạn, nhưng mà nó sẽ gần như nó tương đồng, các bạn sẽ tìm ra được những cái nội dung như vậy, vì thường thường là Google với Facebook nó hay gợi ý cho mình mà. Sau đấy là các bạn nếu mà có những cái bài viết đấy nó đúng cái chủ đề của các bạn, nhưng mà nó bạn không hiểu được, thì các bạn lại vẫn copy cái văn bản đấy để các bạn dịch, thì nó sẽ dịch ra nó không chuẩn 100% nhưng nó cũng khá là tương đồng, thì để mình có thể hiểu được. Thì sau quá trình mà các bạn học về cái tư duy, về cái màu sắc, về cái bố cục như vậy, thì bạn nắm được cái kiến thức nó chuyên chuyên một chút về cái chính của mình, cái nghề của mình, chẳng hạn như về Photoshop chẳng hạn. Ở đây mình đang nói về mảng Photoshop các bạn nhé. Và các mảng khác cũng như vậy thôi, như bạn làm video hay làm cái gì thì các bạn cũng cứ áp dụng tương tự như vậy. Thì sau khi đấy mình đã học về cơ bản được rồi, và mình đã đọc được những cái file thiết kế này rồi, thì mình sẽ lên, mình sẽ tìm ở trên các website mà người ta cung cấp chia sẻ những cái bản thiết kế của người ta. Ví dụ như chẳng hạn những cái bản thiết kế này mình về Photoshop mình có được cái bản thiết kế này, chẳng hạn nó bằng file PSD này các bạn. Đây là một file thiết kế hoàn toàn người ta các bạn nhé, có đầy đủ các layer để có đầy đủ các thông số đây, text đây. Các bạn nhìn thấy rằng cái biểu tượng text này nó báo màu vàng đấy, lỗi đây có nghĩa là cái máy của mình nó không có cái phone đấy. Thì mình sẽ mở cái file này lên để cho các bạn thấy rằng là người ta thiết kế nó chuyên nghiệp đúng không? Nó thấy cái màu sắc bố cục nó khá là đẹp mắt đúng không? Vì các bạn nếu mà các bạn đọc được cái bản thiết kế này thì các bạn sẽ mở ra, các bạn hiểu rằng à người ta sử dụng thế nào, người ta làm thế nào ra được những cái file thế này, và bố cục và các sắp xếp của người ta thế nào, nó chuyên nghiệp thế này. Chứ mới đầu khi mình mà mới học về Photoshop mình biết cơ bản rồi, nhưng mình sẽ không có cái tư duy thế này đâu các bạn ạ. Về màu sắc mình không biết rằng phối thế màu thế nào, và mình chỉ phối theo cái sở thích của mình. Có nghĩa là mình thấy cái màu đấy đẹp thì mình ưng, mình cứ nghĩ rằng nó sẽ là đẹp. Nhưng mà trong cái phần thiết kế nó sẽ có cái chuẩn màu riêng các bạn ạ. Chẳng hạn như tông màu nóng, tông màu lạnh, rồi tông màu ấm, hay là cho bạn làm thiết kế cho cái lĩnh vực gì thì các bạn sẽ cần sử dụng cái màu nó như vậy. Hoặc là có những cái về thiết kế, chẳng hạn như thiết kế về lĩnh vực nào thì nó sử dụng những cái loại phone nào đấy, nếu bạn làm chuyên nghiệp thì nó như vậy. Rồi các bạn phải tìm hiểu về chuẩn về thiết kế, chẳng hạn như quảng cáo Facebook là nó thiết kế kích thước như thế nào, rồi quảng cáo Zalo, rồi những cái ảnh dạng bạt, rồi những cái ảnh banner, rồi những cái slider trên website chẳng hạn, hoặc là những cái quảng cáo mà các bạn hay chạy ở trên các chương trình đấy là nó sẽ có kích thước thế nào, thì các bạn phải tìm hiểu nhá. Và những quy chuẩn đấy các bạn làm với cực chuẩn, chứ nó không còn là như các bạn làm cơ bản như các bạn quá trình bạn học nữa. Rồi số lượng text là như thế nào, đấy là những cái cần thiết mà các bạn cần phải nắm, mà không có một ai dạy cho các bạn kỹ những cái vấn đề đấy, nó không có theo cái trình tự nào cả. Ví dụ như bạn học ở trường lớp thì thầy cô sẽ dạy cho các bạn ở trong những cái bài, nhưng mà ở tự học thì các bạn phải tìm tòi những điều đấy là những điều quan trọng. Và sau khi các bạn đã nắm được những cái cơ bản, cũng như các bạn đã luyện tập ở trên các mạng xã hội, luyện tập ở trên những cái bài tập bằng cách là các bạn sẽ tham gia nhiều các group fanpage đấy. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ đi làm hoặc đi thực tập, có nghĩa là các bạn sẽ cần phải kiếm được một công việc của mình, cho dù đấy là các bạn đi làm thực tập, người ta nhận các bạn làm công việc dạng bán thời gian thực tập, hay là các bạn đi làm ở một công ty, hay là một làm phụ cho một người nào đấy, nhưng các bạn cần phải đi làm nhá. Ở cái thời ở cái nghề này, khi các bạn đã cơ bản rồi thì bạn nên đi làm để mình mở rộng được cái khả năng của mình hơn. Thì lúc các bạn đi làm, cho dù cái lương nó thấp hay là các bạn làm trong một môi trường làm nhiều việc nó khắc nghiệt, thì các bạn cần phải cố gắng hết mình để mình vượt qua được những khó khăn. Thì khi các bạn mà vượt qua được những cái thời gian khó khăn đấy, thì lúc đấy thì các bạn có được một cái nền tảng chắc chắn, thì thực sự các bạn sẽ dần dần các bạn sẽ hiểu ra được rất vẫn nhiều vấn đề. Chẳng hạn như khi các bạn mới đi làm, các bạn làm trong một công ty chẳng hạn, giống như mình, khi mình học đến cái lúc mà mình cảm giác là mình Photoshop mình cũng khá là chắc tay, mình tự tin lắm, và mình đã xin được vào một công ty. Mới đầu đi làm thì mức lương rất thấp, có thể là thấp so với nghề của mình, nhưng mình vẫn làm, vì mới làm mà mới à, mới ra trường mà được người ta nhận việc, đấy là một cái tốt rồi. Và thực ra là những ngày đầu đi làm với mình nó cực kỳ khó khăn, ở chỗ là hoàn toàn khác so với vấn đề mà mình tự học. Có nghĩa là
mình phải tư duy, mình phải làm những cái thiết kế, nghĩa là người ta gửi cho mình làm, yêu cầu mình làm, và lúc đấy mình tự tìm tòi hết. Ví dụ như Facebook quảng cáo là nó sẽ kích thước như thế nào, rồi ảnh bìa, rồi ảnh đại diện, rồi tất cả những cái thứ như quảng cáo, rồi những cái slider website nó kích thước bao nhiêu rồi mình làm. Rồi lúc khi mình làm ra cái bản thiết kế rồi mình thấy ưng, như mình gửi cho sếp để sếp duyệt, sếp hoặc là khách hàng, người ta bảo là người ta không thích, à, người ta thấy rằng không được đẹp, chưa được chuyên nghiệp, người ta bắt mình làm đi làm lại. Nhiều lúc mình cảm giác nản và mình hiểu tại sao mình thấy như thế này rồi mà lại cứ bắt mình làm đi làm lại. Thực ra lúc đấy các bạn chưa có kỹ năng về màu sắc, chưa có kỹ năng về bố cục, thì các bạn làm ra cái banner đấy các bạn thấy nó đẹp, nhưng mà với người ta thì nó không đẹp, có nghĩa là nó không chuyên nghiệp và nó không pro, vì người ta đã từng làm rất nhiều, người ta không biết về nghề này nhưng mà người ta đã từng thuê người khác làm, hay là người ta đã từng tiếp xúc với nhiều đơn vị người ta có những cái quảng cáo đẹp như vậy, vì thì đương nhiên người ta sẽ muốn nó như vậy. Thì lúc đấy các bạn đừng có nản, có khi các bạn phải sửa đến cả chục lần hoặc mười mấy lần vẫn chưa xong. Thì lúc đấy mình cần phải có hai vấn đề, đấy là thứ nhất, nếu mà các bạn đã am hiểu về tư duy về thiết kế màu sắc, các bạn thấy rằng cái bố cục này nó chuẩn, nó hợp, nhưng mà sếp của bạn hoặc là khách hàng của bạn không hiểu, thì các bạn sẽ tư vấn cho người ta để người ta hiểu và người ta chấp nhận thiết kế của mình. Còn nếu mà mình làm chưa đúng thì mình sẽ sửa. Còn nếu mà các bạn mới thì các bạn nên tìm tòi thêm từ những cái nguồn khác để các bạn có thể biết được, chẳng hạn như các bạn đọc nhiều tài liệu về thiết kế, bạn sẽ đọc xem chẳng hạn như là cách blend màu làm sao cho đẹp này, cách phối màu làm sao cho hợp này, rồi làm sao phun chữ này sử dụng được cho cái thiết kế này không, hay là bạn làm sao cho cái thiết kế của các bạn nó pro. Thì nếu các bạn sẽ đem so sánh, ví dụ như cái thiết kế này chẳng hạn của người ta làm nó khá đơn giản, thực ra nó chỉ là những cái text với những cái gọi là cái shape hình thôi, với text và những cái người ta vẽ thêm vào thôi, nhưng mà nó khá là thu hút đúng không các bạn, màu sắc nó khá là nổi bật. Thì đấy là cái nội dung người ta cần hướng đến rất ít nhưng mà nó tập trung vào. Thì đấy là cách của mình, ta từng từng học như vậy và mình làm. Thì sau đấy quá trình mình làm một thời gian, thực ra nó cũng rất khó khăn, những ngày mình làm, ngày đầu tiên là làm ngày làm đêm luôn, làm liên tục như vậy, vừa làm vừa học hỏi thêm để làm sao làm tốt được những cái pha thiết kế của mình. Nhiều lúc mình cũng cảm thấy rất mệt mỏi là tại sao làm như vậy mà cứ phải sửa đi sửa lại thế này thế kia, thấy như vậy là đã đẹp rồi. Thì cuối cùng sau này, sau thời gian, đến một thời điểm mà mình bắt đầu là mình tiếp xúc, mình có những cái tư duy về thiết kế chuẩn đấy, thì lúc đấy mình nhìn lại những cái thiết kế cũ của mình mới thấy rằng ôi sao ngày đây mình thiết kế những cái bản thiết kế nó lạ vậy, nó không giống ai vậy. Thì người tuyển dụng người ta phải chấp nhận mình là mình mới thì mình sẽ là như vậy. Còn nếu mà mình mà không chịu học hỏi và mình không chịu cố gắng, chưa gì đã nản trong quá trình làm việc, thì mình sẽ bị đào thải khỏi môi trường ngay thôi. Thì cái ngành này nó là vậy, và ngành về sáng tạo thì mình cần phải có những cái kỹ năng chuẩn mực. Thì ở trong cái video này mình muốn nói qua các bạn như vậy để các bạn định hướng được cho mình trước cái nghề. Bạn phải tự trả lời cho mình được những câu hỏi là mình đam mê hay là mình thích, rồi các bạn sẽ có những cái đường hướng cho mình tự học. Đây là mình nói tập trung về tự học nhá. Thì lúc đấy các bạn sẽ tự học rồi tự mày mò, các bạn biết được cái định hướng của mình là như thế nào. Mình muốn tự học thì mình sẽ phải thử trước, rồi mình sẽ phải lấy nội dung ở đâu và mình theo học như thế nào, từ cái cơ bản cho đến cái nâng cao, để cho mình có một cái kỹ năng. Sau đấy là đến lúc đi làm mình cũng phải chịu khó, mình học hỏi tìm tòi thêm từ tất cả các nguồn, từ nguồn nước ngoài cho đến nguồn trong nước. Các bạn nên học và nên tìm tòi ở trên mạng như vậy để có được những cái định hướng cho mình, cũng như là có cái cách học nó phù hợp cho các bạn. Thì các bạn đang có mua đang muốn theo cái nghề thiết kế đồ họa này, thì trong những cái chia sẻ này và tiếp theo thì mình sẽ giải đáp những câu hỏi và những cái thắc mắc của bạn. Thì bạn nào mà có những thắc mắc hay những câu hỏi cần mình chia sẻ thì các bạn có thể để dưới phần bình luận trong cái video này, thì mình sẽ trả lời cho các bạn, nếu trong khả năng của mình biết mình sẽ trả lời cho các bạn để các bạn hiểu rõ về cái vấn đề đấy bằng các video và bằng các chia sẻ của mình trực quan cho các bạn dễ hiểu. Rồi, nếu các bạn thấy video của mình làm nó chưa được tốt, hoặc là các bạn có cái đóng góp ý kiến gì với mình, thì các bạn có thể bình luận ở dưới video, thì mình sẽ khắc phục những cái điều đấy để làm video được tốt hơn, cũng như chia sẻ được những cái thắc mắc của các bạn, giúp các bạn có thể có những cái hiểu vấn đề tốt hơn về cái ngành thiết kế đồ họa này. Cảm ơn tất cả các bạn.